Vâng, xin chào mừng các bác trở lại với trang ký của mình xưa. Ngày nay giới thiệu của các bác là hai cái kính nhá. Một cái pháp của anh, cái mã số đầu tiên là cái Amo lá lúa này. Bọc vàng của pháp xưa này. Đấy. Amo lá lúa nhá. Con này size 140 này. Mắt màu nâu trà đậm này. Con cây thứ hai thì là giới thiệu bác đây là cây Anga quả trứng của anh Quốc xưa, size 145. À, những dòng này đều sản xuất thập kỷ 1950, đều là bọc vàng hết anh nhá, rất rõ ràng luôn nhá. Đấy. À, trước tiên thì là em sẽ giới thiệu cái cây đầu tiên là cái mã số 01 đang đeo trên mắt đây, thì đó là Amo lá lúa bọc vàng của pháp xưa, sản xuất thập kỷ 1950. À, bác nào ở Hà Nội, Hà Nội có địa chỉ em ở ngõ 390 đường Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội. À, số điện thoại là 0916566826 thì cũng là số điện thoại Zalo. Các bác ở tỉnh xa hết sức yên tâm, mình sẽ gửi một phương tiện bưu điện, ô tô, máy bay, tàu vào. À, phương tiện thì nhanh nhất, hợp tình, hợp lý, hợp lý, thời gian gửi từ 1 đến 2 ngày. À, chậm là 3 4 ngày tùy theo thiên tai sẽ báo lũ nhá. Xin nhấn mạnh địa chỉ trụ sở chính là kính cổ kính xưa ở ngõ 390 trên Đống Đa, Hà Nội, số điện thoại là 0916566826 duy nhất. Ngoài ra không quy nhánh, bởi vì nghe rất nhiều đường xấu ở trên ở Hà Nội cũng như là một số ở trong các tỉnh trong miền Nam là lập những cái trang ký cổ ngày xưa bán sản xuất của hàng của Nhật và một số thương lái, nguy hiểm hơn là bán hàng tàu amateur trà trộn vào, thì các bác hết sức tỉnh táo tàu, vì những đối tượng này là hay bán hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng. Còn hàng chuẩn thật sự nó là bọc vàng sáng ngánh gương, còn hàng hàng dởm, hàng giả, hàng nhái thì trông như nước chè để qua đêm 2 3 ngày. Ngoài đối tượng này bán thì hay mua bán hẹn nửa đường, hẹn chân tòa nhà, trên chung cư, hẹn địa chỉ công cộng, cộng đồng như là xung quanh Hồ Thiền Quang, Hồ Văn Quán, Hà Đông và rất nhiều địa chỉ linh tinh lung tung khác, mập mờ giấu địa chỉ và sử dụng chiêu thức là sim khuyến mại, sim rác như số đăng ký tứ quý 32, 36, 38, 39 và tứ quý năm, rất nhiều em bị dính trong chiêu thức thế, bởi vì những đối tượng đã giấu địa chỉ và không công khai địa chỉ là những đối tượng hay bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Tất cả kính cổ cũng đồ sửa, đồ cổ xưa thì nên mua cái địa chỉ lâu năm và số đoạn lâu năm, mà nên mua một người trai tốt nhất, không nên mua những đứa con gái, vì đứa con gái ngày nay rất nhiều đối tượng thuê bán trên trang mạng xã hội là nó đi stream và nó giấu hết tất cả địa chỉ, mỗi số điện thoại không thôi, và nó cho ship bến là xem bưng mua mua thì rất nhiều anh em lại dính là hàng kém chất lượng. À, đây là góc độ chia sẻ quan điểm không nhất cũng phải đời nhá, bởi vì em rút ra những kinh nghiệm là không bao giờ chọn những địa chỉ linh tinh đâu ạ. Vâng, em đi chi tiết cái kính này nhá. Cái mã số 01 Amo, đấy là càng phải, đấy là càng trái Amo. Ở cầu giữa nó có chữ Amo và hai cái triện vuông logo hãng từ ngày xưa Mọi thông tin chi tiết về kính thì luôn luôn ghi bên dưới video kèm theo địa chỉ lâu năm và số lượng lâu năm, giá cả rất rõ ràng. Cái kính này giá là 4,3 triệu hay gọi là 4.300k. Cái dòng mắt này bác về mua về thì bỏ mắt đi, thay mắt cận thị, lão thị, viễn thị đều được hết. Một cái kính rẻ, rất là nhiều tính năng, lão thành đẹp, bình hợp lý, hợp ví. Đây là mã số 01 có giá là 4,3 triệu hay gọi là 4.300k. Mã số 01 nhé, và giá là 4,3 triệu. Mã số 1 là này, tay phải này, 4,3 triệu này. Mã số 02 này, tay trái này. Đấy. Mã số 2 này em đi chi tiết nha. Đây mã số 01 này, em bỏ xuống nha bây giờ. Mã số 02 này. Mã số 2 này là cây kính Anga của chính Hàn Quốc, sản xuất thập kỷ năm 1950, size 145. Bây giờ đi chi tiết nha. Cầu giữa nó có chữ Anga 1/10 12 kgf. Rất rõ ràng nha, mọi thông tin chi tiết kính thì luôn luôn như dưới video rồi và kèm theo địa chỉ lâu năm và số điện thoại lâu năm, giá cả rất rõ ràng. Đấy. Càng bên phải nó có chữ Anga và 1/10 12k chuôi ven zin. Rất rõ ràng nha. Tiếp theo càng trái là frame Mare Isling này. Đấy, rất rõ ràng. Cái kính này có giá là 9 triệu đồng hay gọi là 9.000k. Mã số 02 kính ăn ngang quả trứng giá là 9 triệu đồng hay còn là 9.000 nga. Sản phẩm bán ra luôn luôn được qua chiếc qua test rồi, yên tâm. Mã số 02 nha. Về thời gian bán hàng từ 7 giờ sáng đến 23 giờ, cũng từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối, tất cả ngày trong tuần không nghỉ ngày nào. À, kể cả ngày lễ ngày Tết, với điều kiện bác điện thoại trước cho em tránh tình trạng sản xuất quá thì em đi gửi hàng. Và giao đồ cổ xưa là người dân đi thẩm định đánh giá đồ cổ xưa cho tất cả anh em và người thân, thì bác lưu ý ở điện thoại trước là em sẽ liên tiếp đón từ xa tại ngõ 390 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội, lắng nghe, thấu hiểu và tư vấn chuyên sâu đồ cổ xưa. Đấy là cái giá trị lớn nhất của khi mua số đồ cổ xưa lâu năm có thể uy tín hơn 20 năm rồi, số lượng hơn 20 năm rồi. Và các bác mua đâu mua nên lựa chọn bán lâu năm có thể uy tín là ok nhất.
mã số 01 Amon lá lúa đây nhá. 4,3 triệu, mã số 02 Amga quả trứng có giá 9 triệu đồng với 9.000 ca. Vâng, một lần nữa rất cảm ơn các bác đã xem video. Xin chào các bạn phía sau. Bác nào mà chưa kênh của em hãy đăng ký kênh màu đỏ nó phải bên dưới video và nó bị được quả chuông để mỗi khi lên kênh hệ thống Bluetooth sẽ gửi tin nhắn rất nhanh đến số điện thoại bác bị ngày nào hàng ngày đến video. Vâng, xin chào các bạn.